Vì sao vậy? Vì sao vậy? Vì rất đơn giản như thế này. Khi chúng ta đã trải nghiệm hết rồi, thì đồng nghĩa lúc đó là chúng ta cũng dương thọ cũng đã hết ha. Đức Phật đã nói với chúng ta có bốn có bốn trường hợp mà sau khi nghiệp đã xong đó là còn phước hết tuổi thọ, dương thọ của chúng ta hết không còn nhưng phước còn. Hai dương thọ còn nhưng phước hết dương thọ còn, chúng ta vẫn phải đi. Ba hết phước hết thọ đó có nghĩa là chúng ta không còn phước nữa, chúng ta cũng không có còn thọ, chúng ta cũng cùng lúc rời đi. Bốn là sự bất đắc, có nghĩa là vì sự cố mà bất đắc, có nghĩa là cũng còn phước cũng còn thọ, thọ đây chính là dương thọ, cũng còn phước cũng còn thọ nhưng mà lại đi bất ngờ. Đó là bốn điều mà Đức Phật đã nói với chúng ta. Đó là khi còn tử nghiệp đến thì không ai có thể lãnh thay, dù bất cỡ là thân quyến hay như thế nào chúng ta cũng phải rời đi. Điều này không thể một phàm phu nào mà tránh khỏi, đó là tất yếu rồi. Tiếp theo 17 chẳng gây nhân vui trọn thời không quá vui, có nghĩa là không được làm những việc không vui. Không vui ở đây là trên kinh ý nghĩa là không được làm các việc mà tạo ác, hoặc là vui thì cũng không vui nhiều, đó là chịu việc mà chúng ta không quá vui, trọn thời không quá vui là ở chỗ này. Tiếp theo 18 đạo để tạo nghiệp thì nhân không mất. Tôi đã từng giảng về phần trên kinh nhân quả, chúng ta nói là chúng ta đã cảm nhận rõ trên kinh nhân quả của tôi giảng các bài video clip trước thì chúng ta có nói ha, việc thiện ác đều có thì có cả ha. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu là chúng ta đã tạo từ không thì chắc chắn sẽ hiện ha. Trên kinh Đức Phật đã nói với chúng ta rõ là sẽ có ba điều hiển nhiên sẽ xảy ra như sau. Một là làm việc sẽ hiện liền, có nghĩa là chúng ta tạo ác những cái việc hoặc là tạo thiện những cái việc mà chúng ta tạo liền thì chúng ta hưởng liền, gọi là tạo liền. Hai là cộng nghiệp lại và các đời tiếp theo mới bị là ác. Ba là vào các đời tiếp theo nữa. Ba là mãi giờ xong. Như vậy thì nó tùy theo nghiệp nhân mà mình đã làm. Như vậy thì sẽ bị. Như vậy thì có 10 có 3 nghiệp nhân đó và về sao là nó không mất đi ha. Như vậy chúng ta ha đang sống ở đây, điều đó có nghĩa là chúng ta đã biết chúng ta sống ở nhân nào, chúng ta đã hiểu được như thế nào ha. Tại sao ha, hôm trước tôi đã giảng kinh nhân quả ha, tại sao con người đến với thế gian này ha, và tại sao có con người thì vô cùng là
là thanh cao nhưng cũng vô cùng là có người thì hạ tiện, còn có người là vô cùng là đẹp nhưng cũng có người là vô cùng xấu. Tài xế cũng có người là nhiều tiền, có người thì tiền lại không có. Đó cũng là từ nhân quả, nhân quả làm cho người trở nên như vậy, đối lập ha. Việc gieo nhân chỗ lúc nào ha, thì chúng ta bị như thế. Có việc mà chúng ta đã làm ha. Ví dụ tôi lấy ví dụ, muốn có thân hình đẹp đẽ, gương mặt tươi sáng, ngũ quan cân đối ha, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có lòng tôn kính, cung kính người khác ha. Chúng ta không được khinh khi ngạo mạn ha. Chúng ta không được khinh khi ngạo mạn thì chúng ta sẽ được cái quả là rất đẹp đẹp đẽ ha. Trai thì rất đẹp trai mà gái thì rất là xinh gái, như thế thì ngũ quan cân đối ha. Đó là gọi là tâm cung kính ha. Tâm cung kính. Trường hợp ngược lại, nếu chúng ta ha, thấy chúng ta đẹp ở đầu, thấy người khác xấu mình chơi thì mình sẽ bị quả báo là sau này mình sẽ làm người rất là xấu. Đó là gọi là nhân quả, hành nhân quả. Tiếp theo, ví dụ chúng ta muốn khỏe mạnh, chúng ta muốn khỏe mạnh, trên kênh nhân quả tôi đã giảng rồi ha, cái này tôi chỉ nhắc lại thôi ha. Chúng ta muốn khỏe mạnh thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải muốn khỏe mạnh thì chúng ta phải còn gì? Chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta còn phải khỏe mạnh sống lâu, chúng ta còn phải làm gì? Chúng ta phải bố thí vô ý ha. Chúng ta phải không sát sanh ha. Quả báo của không sát sanh chính là khỏe mạnh sống lâu. Tôi lấy ví dụ như chúng ta muốn thông minh học giỏi hiểu cao ha. Chúng ta thông minh trí huệ học giỏi hiểu cao là sao? Thì chúng ta còn phải gì? Chúng ta còn phải chịu khó gì? Nghiên cứu học thuật thì chúng ta sẽ thông minh ha. Chúng ta sẽ thông minh, đó là quả báo của sự thông minh ha. Nghiên cứu ha. Còn ngược lại, chúng ta không nghiên cứu thì chúng ta bị trở nên các ai này. Còn giờ bây giờ chúng ta muốn giàu sang phú quý thì chúng ta phải bố thí, chúng ta phải đắp đường cầu, xây dựng cầu, bố thí nước uống là chúng ta sẽ có được nước uống, bố thí tiền, cúng dường chẳng hạn, là những cái việc mà qua làm việc thiện thì chúng ta được quả báo đó. Tôi qua chỗ này tiếp theo. Mười chín, do vô minh mà sanh vô minh. Vô minh đến từ đâu? Tại sao lại chúng ta bị vô minh? Vô minh là che lấp bởi tự tánh. Vì che lấp tự tánh chúng ta mới bị vô minh. Vậy vô minh là gì? Vô minh chính là không thấy được, không nhận biết được rõ ràng, làm cho sao? Chúng ta bị chấp mơ, không thấy rõ ràng. Làm cho bị mờ đi ha. Chúng ta bị làm cho cái tham sân tật đố chúng ta khởi sinh, đó là vô minh. Vì vô minh nên bị che lấp đi cái tính tâm của mình. Mà tính tâm là đâu?
chính tâm chính là Phật tánh. Vì chúng ta không thấy được Phật tánh nên cũng do vô minh. Vì vậy mà Đức Phật đã nói phá vô minh, phá phiền não thì mới đến được bờ kia. Bờ kia chính là bờ của gì? Của sự gì? Bờ kia là sự không còn nằm trong luân hồi sinh tử, đó là bờ kia. Mình phải hiểu nghĩa lý này. Nên gì vậy nè, nên nghiệp quả của chúng ta, nghiệp lực của chúng ta là như chúng ta bị vô minh là ở chỗ này, và từ đó vô minh dẫn dắt đi đến vô minh tiếp tục, cũng giống như chúng ta là trở về điểm gốc, chúng ta trở về điểm gốc. Như vậy thì chúng ta thấy 19 là Đức Phật có nói chúng ta là do vô minh. Tiếp theo cuối cùng 20 là quá khứ, hiện tại, vị lai, là phóng dật. Tại sao lại phóng dật? Phóng dật ở đây không phải là phóng con vật, phóng con vật, mà phóng dật ở đây là chính là chúng ta không hiểu được nghĩa lý của pháp tạng thế gian. Chúng ta luôn luôn bị làm theo các cảm tính, các cảm tính không có căn cứ suy luận chính chắn, từ đó mà trở nên phóng dật. Chẳng hạn như phóng dật về lời nói, phóng dật về ăn uống, phóng dật về y phục, phóng dật về tiền tài. Chẳng hạn phóng dật về y phục, khi chúng ta thấy đồ đó quá đẹp, đem lòng thích như vậy, thì mà chúng ta không hiểu rằng khả năng kinh tế của chúng ta có từng đó, nhưng mà vì thích quá em đi mua xong rồi không có tiền thanh toán, không có tiền thanh toán, xong rồi chủ nợ kéo đến, vì thành ra chúng ta là trở thành con nợ của chủ nợ. Rồi tiếp đến có những hành vi gọi là phóng dật, gọi là sao, tiếp tục gọi là không phân biệt được nữa, lúc này là bị vô minh, vô minh chỉ lắm, từ đó mà phóng dật các lời nói, không kiềm chế, không hiểu được mình đã nói gì, từ đó mà sân, thêm sân nổi lên. Nên vì vậy mà chúng ta luôn luôn, tôi đã cỡ một ví dụ như vậy, thì chúng ta từ một quá khứ mà đến một cái hiện tại làm liên tục, trong đó có sự phóng dật. Như vậy thì đó là tôi chỉ nói đơn giản vừa phóng dật mua quần áo đẹp. Ở đây quý vị đồng tu nào có thích quần áo đẹp không? Đó là cũng lấy có thể lấy một ví dụ của tôi làm gương chiếu sáng để mình soi thử mình có thích quần áo đẹp hay không. Đó là cái điều này là còn, vì chúng ta sao, chúng ta phải còn phải đoạn tuyệt sự phiền não, đi từ trang sức quần áo là y phục. Đời người tu hành tu sĩ chúng ta chỉ có một sim y duy nhất, tất nhiên là sim y này quý vị còn phải giặt, chứ nếu mà nói một duy nhất mà không giặt thì cũng không thơm cho lắm. Đó là tôi nói đơn giản. Nếu quý vị đồng tu nào có nhiều điều kiện thì có thể mua 4
4 simi ha.